Chào các bạn đã quay lại cái kênh Lọ Mọ. Ở trên tay mình là hai cái camera wifi mình mới mua được. Mình mua hai cái. Hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn để cài đặt và lắp nó. Rồi, bỏ sang một bên này. Ngoài camera ra nó còn có một cái tay để mình gắn vào tường này. Một cái nguồn này là 12V 2A, mình cần cái nguồn để nuôi nó. Cái camera này thì nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64GB này và có wifi. iOS và Android đều hỗ trợ. Nó có thể đàm thoại được hai chiều này. Và sử dụng cái công nghệ cloud, tức là chỉ cần kết nối internet là ở đâu cũng có thể xem được, không cần phải tên miền hay là IP tĩnh tiếc gì hết. Rồi bây giờ mình mở hộp ra nhé. Rồi, cái này nó có hai anten. Trong nó còn một cái sách hướng dẫn. Con này chuẩn wifi của nó lên đến chuẩn N các bạn nhé. Chuẩn N. Đây là cái sách hướng dẫn. Các bạn có thể quét cái QR code này để cài đặt cái phần mềm theo dõi. Rồi, này thì mình ấy xong. Con này là trong ngoài trời, outdoor. Rất là khủng. Ở đây nó có 6 cái đèn để chạy vào ban đêm, xuyên ban đêm. Cái đèn này chúng ta có thể bật tắt được từ cái phần mềm điều khiển. Có một cổng nhận biết hồng ngoại. Rồi, mình sẽ lắp thử vào. Lắp hai cái dâu anten vào trước. Mình mua thêm một cái thẻ nhớ này. Mình chỉ mua cái thẻ 32 thôi. Cái này nó hỗ trợ lên 64GB. Nhưng mà mình mua cái thẻ 32 thôi. Bây giờ mình sẽ lắp cái thẻ nhớ vào. Thẻ nhớ của nó thì lại lắp ở phía trong này. Phải tháo bốn con ốc này ra. Ở khu vực này thì nó có mic và loa để đàm thoại hai chiều. Đây, mic và loa là gắn đây. Thẻ nhớ sẽ gắn ở bên trong. Trông to xác này thôi nhưng mà cái mạch bên trong bé tí các bạn, nó chỉ có gần này thôi. Một cái hộp to đùng. Mình sẽ lắp thẻ nhớ vào. Đây trong này có một cái khe để có nhiều, đây cái khe này để các thẻ nhớ. Rồi sau đó lại đậy nắp lại thôi. Trồng hai dâu rất khủng. Ở đây nó có các cái rác cắm. Cái rác này là rác nguồn để cắm nguồn mà. Nguồn 12V đây. Cắm ở đây. À, đây là cái cổng mạng. Lần đầu tiên setup thì chúng ta cần phải cắm cái dây mạng vào trước. Sau đó thì cắm dây mạng và mình kết nối vào cái camera này. Sau đó sẽ cài đặt nó để nó bắt được cái wifi.
Còn khi mà đã bắt được wifi rồi thì mình sẽ rút dây mạng ra thôi, không cần dây mạng nữa, dùng wifi thôi. Còn đây là cái phím để reset cứng. Tức là mình bấm và giữ một lúc nó sẽ reset về cái mặc định của nhà sản xuất. Thêm một cái núm đậy nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái này vào cái modem, cắm cái dây modem vào cái dây mạng để mình cài đặt nó nhé. Để kết nối camera với cái wifi thì đầu tiên chúng ta phải cắm cái dây mạng vào cái cổng mạng của camera. Đầu còn lại thì là cắm vào modem. Chúng ta phải cắm dây mạng vào trước, sau đó kết nối vào camera và cấu hình nó cho camera nó nhận cái wifi, kết nối đến một cái wifi nào đó. Nếu các bạn dùng Android thì các bạn vào Play Store, hoặc nếu dùng iOS thì vào App Store để cài đặt cái phần mềm. Các bạn search cái phần mềm về 380. Đây, nó hình cái camera này. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi. Nếu các bạn chưa cài đặt thì ấn vào cài đặt thôi. Mình đã cài đặt sẵn rồi. Các bạn mở cái phần mềm này lên. Khi mở phần mềm này lên, nó sẽ có hai lựa chọn. Một là các bạn tạo một cái tài khoản để đăng nhập vào phần mềm để quản lý camera. Hai là các bạn không cần tạo tài khoản mà các bạn tích vào local login này. Nếu các bạn tạo một cái tài khoản, tất nhiên là tài khoản này cũng là free rồi, tạo rất là dễ. Nếu các bạn tạo tài khoản thì những cái danh sách camera các bạn add vào cái tài khoản để quản lý này thì khi các bạn chuyển sang cái điện thoại khác thì nó sẽ đồng bộ sang. Còn nếu các bạn chọn local login thì nó không đồng bộ sang các cái điện thoại khác. Ở đây mình chọn local login để giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo trong cái giao diện My Device này thì các bạn chọn vào dấu cộng để mình add và tìm tìm kiếm và add cái camera. Và các bạn chọn add network device. Ở trong này thì sẽ có hai lựa chọn. Một là các bạn nhập cái device của cái camera thủ công hoặc là quét mã QR ở đằng sau cái camera đấy. Nó có dán sẵn mã QR. Hoặc là bạn chọn cái lựa chọn là LAN search, tức là nó sẽ tự động nó tìm trong cái mạng LAN của các bạn có cái camera nào nó sẽ detect ra. Các bạn lưu ý là các bạn phải kết nối vào cái điện thoại của bạn và kết nối vào cái wifi của cái mạng LAN này nhé. Đây mình chọn LAN search thì đây nó đã tìm ra được một cái camera trong cái mạng LAN này, nó tự động add vào đây luôn. Các bạn bấm vào nó. Thì lần đầu tiên kết nối với camera nó yêu cầu các bạn là tạo một cái password để bảo vệ cái camera này. Khi các bạn truy cập vào camera phải có password. Nếu các bạn không tạo thì người nào cũng có thể truy cập được vào camera đâu. Ở đây mình sẽ set password cho nó. Trong cái phần set user password thì các bạn có thể để nguyên cái user là admin hoặc các bạn có cái user của bạn tùy vào đây. Đây mình để admin. Password mình sẽ đặt đơn giản là 1 đến 9. Giới thiệu các bạn một tí nữa mình sẽ đổi lại. Anh nhỏ cầu tùy các bạn. Sau đó các bạn bấm vào confirm. Thì ở đây là cái giao diện để view camera, nó có các cái nút tùy chỉnh ở trên cái giao diện này. Đầu tiên là nút loa, cái camera này hỗ trợ đàm thoại hai chiều, cho nên là nó sẽ có thêm một cái loa này nữa. Khi
các bạn mở cái loa lên là các bạn sẽ nghe được các cái âm thanh mà camera nó thu được và nó truyền về cái điện thoại của bạn. Các bạn tính một lần nữa là nó mute tè cái loa. Cái lựa chọn thứ hai đó là cái chế độ bật tắt cái đèn trợ sáng ở trên camera. Như vừa nãy mà mình có show với các bạn là nó có đến 4 đến 6 cái đèn ở phía trước ấy. Thì ở đây nó có 3 chế độ, một là on, off và auto. Nếu các bạn để auto thì buổi tối khi mà có chuyển động nó sẽ tự động nó bật cái đèn nó lên để nó hỗ trợ cho việc ghi hình. Còn các bạn có thể bật bằng tay, tức là bật thủ công, on, off, thủ công tùy các bạn. Tiếp theo cái option này là cái chế độ cân bằng trắng và chọn màu. Thì mình cứ để auto đi. Đấy, các bạn thấy là để auto nó tự động nó cân bằng cái màu. Cái option cuối cùng là cái chế độ cái chất lượng để xem camera. Ví dụ ở đây nó đang là SD, các bạn tích một lần nữa nó sẽ chuyển sang HD để chất lượng hình ảnh nó sẽ nét hơn. Tất nhiên là nó sẽ nhiều băng thông hơn. Còn ở phía dưới này có các cái nút bấm. Ở đây là snapshot, tức là nó sẽ tự động nó chụp cái bức ảnh hiện tại camera nó thu được và nó lưu ở trên điện thoại luôn. Tiếp theo là cái option record này, nó sẽ tự khi các bạn chọn là nó sẽ tự động nó quay cái hình ảnh hiện tại và nó lưu trên điện thoại các bạn luôn. Còn cái nút hold to talk này, tức là khi các bạn giữ cái nút này, hoặc là khi các bạn giữ nút này và nói chuyện thì đầu bên camera nó sẽ nghe thấy. Đây là cái chế độ đàm thoại hai chiều. Còn cái nút này, inversion này, 180 độ này là nó sẽ xoay cái hình ảnh trong cái trường hợp mà các bạn bắt buộc phải lắp cái lộn ngược cái camera, xoay 180 độ. Còn hai cái phím này thì camera nó không hỗ trợ. Phím này là phím chỉnh hướng. Camera này nó là cái chân cố định luôn nên nó không sử dụng được cái chức năng này. Còn cái phím này mình không biết là cái gì cả, không sử dụng được. Rồi đấy là cái màn hình để view camera. Các bạn thoát ra bấm này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn để kết nối cái camera này vào cái wifi. Thì các bạn chọn sang cái phần device này, phần device răng này, và select cái camera. Trong cái trường hợp mà các bạn có nhiều camera thì các bạn muốn setup cho cái camera nào thì các bạn select cái camera đó. Ở đây chỉ có mỗi một cái camera thôi. Các bạn bấm vào phần network setting để cài đặt kết nối mạng cho cái camera. Các bạn chọn cái option là station mode này. Và chọn cái wifi nào mà camera nó tìm được. Ở đây mình sẽ chọn cái kênh lọ mọ này, wifi kênh lọ mọ. Và nhập cái password wifi vào cho nó. Sau đó các bạn save lại. Và cái cấu hình đã được thay đổi thành công, các bạn chọn yes. Đây, cái điện thoại của mình đã kết nối với cái wifi kênh lọ mọ này. Như vậy bây giờ chúng ta có thể rút được cái dây mạng ra để xem bằng wifi được rồi. Cái tiếp theo là cái recording setting. Trong này mình sẽ cấu hình cái phần ghi vào thẻ nhớ. Thì ở đây mình đang cắm cái thẻ nhớ 32GB này. Nhưng mà thực tế cái camera nó chỉ nhận 28GB thôi. Cái mục đầu tiên là cái auto record. Các bạn chọn on đi. Tức là nó sẽ tự động nó ghi hình bất cứ lúc nào.
Cái chế độ thứ hai đó là cái alarm VL, tức là khi mà có chuyển động hay có alarm gì đó nó mới ghi hình, thì các bạn có thể bỏ cái chức năng này đi. Cái thứ ba đó là video và audio, tức là nó sẽ ghi cả hình ảnh lẫn âm thanh, các bạn bật lên. Cái cuối cùng là cái chất lượng ghi hình, các bạn để HD tùy theo cái dung lượng thẻ nhớ của các bạn. Mình để HD và các bạn chọn save để nó lưu lại cấu hình. Cái phần tiếp theo đó là date và time setting. Thì ở đây các bạn có thể set giờ thủ công cho nó. Chọn ngày tháng này, rồi là giờ, múi giờ. Hoặc có, các bạn có thể sử dụng cái option là same as mobile phone time, tức là nó sẽ lấy giờ của cái điện thoại, nó set luôn cho cái camera hiện tại luôn. Thì mình chọn cái option. Tiếp theo để các bạn có thể xem lại được cái những cái file mà camera nó lưu lại từ trước ấy, thì các bạn vào cái phần playback này. Và các bạn cũng lựa chọn cái camera, nếu như mà bạn có nhiều camera. Các bạn lựa chọn cái camera đây. Sau đó các bạn chọn vào cái search for file. Đây là danh sách các cái file mà camera nó lưu. Nó tự động nó ngắt file ra. Cứ 5 phút nó cắt ra một file. Thì các bạn chọn cái khoảng thời gian nào các bạn muốn xem lại, các bạn download về và xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp cái camera lên nhé.